Xin chào bạn, mình đến từ phụkiện.x.vn và hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái sản phẩm biến chiếc Note 10 Plus của bạn thành một chiếc máy tính di động. Nó chính là cáp HDMI Direct dành cho Samsung Galaxy Note 10 Plus. Nó có thể xuất ra cái video 4K mà sẽ biến chiếc điện thoại Note 10 Plus chúng ta thành một chiếc máy tính, một chiếc laptop di động. Nó mang lại hiệu năng sử dụng tốt hơn, giải trí tốt hơn rất là nhiều. Bên trong chúng ta sẽ có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng và một cái cáp HDMI như này. Độ dài cáp này nó chỉ rơi khoảng tầm 17 đến 20 cm thôi, nó rất là gọn. Và sản phẩm này được sản xuất bởi Samsung Trung Quốc và phân phối chính hãng bởi Samsung Electronics Việt Nam. Ở trên này chúng ta sẽ có series sản phẩm và cái cáp này được bảo hành chính hãng 1 năm 1 đổi 1. Và đây là đầu Type C để cắm kết nối vào chiếc điện thoại chúng ta. Đây chúng ta sẽ có một cái đầu HDMI và một cái đầu là đầu Type C. Đầu thì chúng ta sẽ cắm vào máy tính như này, cắm vào màn hình máy tính, cắm vào màn hình tivi, cái gì đó, tóm lại là nó chỉ cần là HDMI là được. Và đầu còn lại chúng ta sẽ cắm vào chiếc Note 10 Plus chúng ta. Đây khi cắm vào thì nó sẽ hiển thị lên một cái màn hình Samsung Deck như thế này, rất là tiện lợi. Và chúng ta có thể kéo từ trên cái phần thanh trạng thái xuống này, ấn vào phần là sử dụng điện thoại làm bàn di cảm ứng thì điện thoại chúng ta sẽ đen thui ra và nó sẽ biến thành một cái bàn di chuột như thế này. Đó. Chúng ta có thể sử dụng hai tay để vuốt lên vuốt xuống như này. Hoặc là có thể kéo to màn hình đặt ra bằng cách vào ấn vào cái nút ở góc phải màn hình kia thì nó to ra này. Bạn có thể xem ảnh một cách dễ dàng này. Ngoài xem ảnh ra chúng bạn có thể trình chiếu slide các thứ rất là tiện lợi. Đây, ấn vào đây nó to màn hình ra. Giải trí một cách dễ dàng hơn. Chúng ta có thể dùng hai tay kéo ra cái vào này để zoom to hoặc là thu nhỏ ảnh lại này. Hoặc là ấn kéo như thế này, tương tự như vừa nãy ấy, sang trái sang phải để nick ảnh. Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng một cái công cụ rất là mạnh nữa, một cái điểm mạnh tuyệt đối trên Galaxy Note 10 đó chính là bút S Pen. Bạn có thể ấn vào cái bút này chỉ cần ấn một lần thôi là ảnh bắt đầu nick 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 như này. Nói chung là trong cái công việc ví dụ như bạn cần phải chỉnh chiếu thứ sử dụng trên máy chiếu thứ thì nó tiện lợi hơn rất là nhiều nữa. Hoặc là bạn có thể truy cập website bằng cách dễ dàng hơn và cái màn hình to hơn là chúng ta có thể ấn click vào cái phần trình duyệt internet này. Khi đó chúng ta sẽ có một nửa là cái phần bàn phím thì chúng ta ấn cái phím mà chúng ta cần gõ hoặc là một nửa để sử dụng bàn di chuột. Ngoài ra bạn có thể còn còn có thể kết nối với chuột Bluetooth hoặc là bàn phím Bluetooth để sử dụng rõ hơn hiệu năng của cái điện thoại này nữa. Với RAM của 12GB nó quá là mạnh luôn. Đây, trình duyệt. Lướt quay các thứ rất là dễ dàng, rất là tiện lợi. Ngoài ra, nếu mà ai hay sử dụng công việc với mail chẳng hạn thì đây cũng là một cái thế mạnh nữa của Note 10 Plus và kết nối với các HDMI này thì bạn có thể check mail, có thể gửi email các thứ nó dễ dàng hơn rất là nhiều. Màn hình rộng hơn. YouTube cũng tương tự, bạn có thể giải trí một cách trọn vẹn hơn. Nếu mà bạn không có cái loa trên cái màn hình máy tính ấy, thì sẽ không thể phát loa ra cái màn hình kia mà chỉ phát ra điện thoại mà thôi. Tuy nhiên là nếu mà bạn có thể sử dụng cái màn hình TV chẳng hạn thì nó sẽ phát loa màn hình TV luôn. Đó, nó phát to hơn, màn hình to hơn, giải trí trọn vẹn hơn rất là nhiều. Một cái nữa là bạn có thể sử dụng cái con trỏ, sử dụng cái phần mềm Samsung Note. Đây, sử dụng này chẳng hạn. Và khi đó bạn có thể ấn đúp vào cái phần ấn vào cái phần xoay này này, ấn đúp vào nhá thì nó sẽ hiển thị ra một cái bàn di để chúng ta sử dụng cái cảm ứng ở trên cái bàn di chuột này nó tiện lợi hơn. Sử dụng cái bàn cảm ứng của bút. Tuy nhiên là nếu mà chưa quen thì cảm ứng nó hơi khó một chút, sử dụng dần dần sẽ quen những cái thao tác nó hơn. Chúng ta có thể dễ dàng thao tác kéo ra kéo vào để thu nhỏ hoặc là phóng to cái phần công cụ làm việc này ra. Đó. Vẽ vời các thứ như thế này. Có một điều nữa là nếu mà ai thường xuyên sử dụng màn hình trên, nếu mà ai muốn sử dụng cái màn hình làm việc của chiếc laptop của chúng ta ra một cái màn hình to hơn, ví dụ mình đang sử dụng MacBook chẳng hạn hoặc là một số máy tính khác nữa có hỗ trợ cổng Type C thì có thể sử dụng cái chức năng này. Đây mình sẽ nối cho màn hình to hơn như thế này. Ví dụ như mình đang sử dụng cái phần mềm Final Cut chuyên để làm phim chẳng hạn thì trên sử dụng cái màn hình MacBook thì nó tương đối là bé. Trước kia thì mình sử dụng chiếc 13 inch thì nó còn tiện lợi hơn rất là nhiều. Còn bây giờ 15 inch thì màn hình của mình tương đối rồi. Thì mình có thể nối cho một cái màn hình to hơn như này để dễ dàng thao tác, dễ dàng làm phim một cách dễ dàng và trọn vẹn hơn. Làm việc thì trên màn hình to thì nó luôn đã hơn màn hình bé rất là nhiều. Đây. Đó, có thể sử dụng song song hoặc là có thể kết nối với chuột Bluetooth hoặc là bàn phím Bluetooth nữa để có thể gập hoàn toàn cái máy tính của chúng ta lại để chỉ sử dụng màn hình mà thôi. Nói chung với một cái cáp rất là bé như thế này, bé và nó cũng không quá đắt tiền, ở mức trung trung thôi. Chúng ta có thể dễ dàng biến điện thoại chúng ta thành một chiếc máy tính di động rất là tiện lợi. Và để mua hàng chính hãng 100% mới nguyên tem nguyên hộp và bảo hành 12 tháng như này, bạn có thể truy cập vào web phụkiện.x.vn hoặc là comment số điện thoại và địa chỉ ở ngay dưới phần bình luận. Hoặc là bạn có thể click vào link ở dưới phần mô tả có đầy đủ link đến Lazada, Shopee và website chính để mua hàng một cách dễ dàng nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.